Tháng 6 chúng ta được mời gọi kính thánh tâm Chúa Giêsu. Và bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe Thánh Gioan kể lại Chúa Giêsu khi bị treo trên thập giá, bị một lưỡi đồng đâm thâu. Xét về mặt con người thì chúng ta biết trong bối cảnh này, khi mà người ta không muốn để xác của những người chết treo trên thập giá, bởi vì sắp đến ngày Sa-bát thì người ta không có thể lo việc chôn cất được, nên tất cả mọi chuyện phải kết thúc vào buổi chiều ngày thứ sáu trước khi mặt trời lặn. Nên để cho công việc được tiến hành nhanh thì những người lính đã xin với Phi-la-tô giúp cho những người bị treo trên thập giá chết càng nhanh càng tốt, bởi vì chết nhanh để người ta còn đưa vào mộ hoặc là người ta đem đi chôn, ngày hôm sau không đi chôn được. Và cách thức mà người ta giúp cho những người làm cho những người treo thập giá chết nhanh ấy, là người ta đánh dập ống chân của những người bị treo trên thập giá. Khi mà ống chân bị đánh dập thì người bị treo trên thập giá không còn có cái sức dướn lên để thở nữa, và khi không thở được thì có khi chỉ vài phút sau hoặc 10 phút sau là có thể chết. Nên những người lính đã đánh dập ống chân hai người trộm cướp đứng bên cạnh Chúa Giêsu. Và khi mà đến Đức Giêsu thì họ thấy Đức Giêsu đã chết. Nhưng mà theo cái mạch văn đây, có lẽ là những người lính hay một người lính này có lẽ nghi ngờ, bởi chúng ta biết là Chúa Giêsu cùng với những người lính này, những người trộm cướp này bị đóng đinh vào lúc khoảng 12 giờ trưa. 12 giờ trưa thì trời mặt trời lặn có khoảng 4 giờ chiều, 5 giờ chiều thì có khoảng trên dưới 4-5 tiếng. Và chúng ta biết là Chúa Giêsu tắt thở vào lúc khoảng 3 giờ chiều. Thì người ta rất ngạc nhiên, không thể nào mà tưởng tượng được là tại sao cái ông Giêsu này chết nhanh thế. Thường người ta phải treo trên thập giá thời gian khá lâu mới chết, còn Đức Giêsu ở đây mấy tiếng đã chết rồi. Nên có thể là cái người lính này đâm vào cạnh sườn của Chúa sau khi đánh dập ống chân của hai người trộm cướp bên cạnh, thì đâm vào cạnh sườn Chúa để muốn chắc là Chúa chết chưa, hay là muốn biết chắc là Chúa chết để rồi người ta có thể đưa vào mộ. Nên về mặt con người thì rất là bình thường, đánh dập ống chân những người trộm cướp để người ta chết đi chôn, thử xem Chúa chết chưa khi mà Ngài bị treo thập giá, bởi vì Ngài chết nhanh quá. Nên về mặt con người chúng ta thấy rất bình thường. Nhưng mà về trong chương trình của Thiên Chúa, như Thánh Gioan ở đây ghi lại, tức thì máu cùng nước chảy ra. Khi mà người lính đâm vào cạnh sườn của Chúa, tức thì máu và nước chảy ra. Và máu và nước đấy không phải là máu và nước bình thường. Máu và nước mang lại ơn cứu độ, mà như lời nhập lễ chúng ta vừa nghe, vì yêu thương nhân loại mà Thiên Chúa Cha đã để cho Chúa Giêsu bị treo trên thập giá và bị lưỡi đồng đâm thủng. Khi mà lưỡi đồng đâm thủng như vậy thì một nguồn ơn cứu độ hay là kho tàng ân sủng được trao ban chúng cho nhân loại. Nên về mặt con người rất là bình thường khi người lính đâm vào cạnh sườn Chúa. Nhưng về mặt đức tin, về mặt chương trình của Thiên Chúa, thì chính khi mà Chúa Giêsu bị đâm vào cạnh sườn, máu và nước chảy ra, thì lúc đấy là kho tàng ân sủng được ban xuống cho nhân loại, sự sống mới được bắt đầu. Mà chúng ta biết Adam được tạo dựng, sau đó Chúa cho Adam ngủ một giấc. Và khi mà Adam ngủ thì Chúa lấy từ cạnh sườn Adam rút ra một cái xương sườn tạo thành Eva, và Eva là mẹ của chúng sinh. Nên một giấc ngủ của Adam, rồi từ cái cạnh sườn đấy mà có một sự sống mới là Eva. Nên ở đây chắc chắn Chúa Giêsu là Adam mới, cạnh sườn của Ngài phải mở ra thì sự sống mới mới bắt đầu được. Eva là giáo hội, Eva là mỗi người chúng ta. Nên không có sự ngẫu nhiên trong chương trình của Thiên Chúa. Và một trái tim bị đâm thủng, một trái tim bị đâm thủng ngay khi, kể cả khi Chúa sống lại rồi, thì Chúa vẫn nói với Tô-ma, hãy đặt ngón tay con vào đây. Tất cả mọi vết thương của Chúa dường như lành, chỉ có những vết thương ở tay, ở chân và nhất là cạnh sườn dường như không lành. Cái lạ lùng là thân xác phục sinh của Đức Giêsu hiện ra với các tông đồ khi các cửa đều đóng kín. Rồi Ngài hiện ra chỗ này, hiện ra chỗ kia, tất cả mọi chuyện không lệ thuộc vào không gian, không lệ thuộc vào thời gian. Ngài có thể ở đâu Ngài muốn, một thân xác hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà cũng là một thân xác đấy lại vẫn mang trên mình những vết thương, cách riêng là vết thương ở cạnh sườn, vết thương mà cái lưỡi đồng đâm thủng. Thì tại sao vậy? Tại sao vết thương đấy không lành? Tại sao vết thương ở tay không lành, nhất là vết thương ở cạnh sườn không lành?
Thì theo chương trình của Thiên Chúa đây thì chúng ta biết ấy là vết thương ấy sẽ không lành, có lẽ sẽ mãi mãi không lành cho đến tận thế. Bởi vì từ cái vết thương đó, từ cạnh sườn đó, máu và nước chảy ra, nguồn ân sủng, nguồn ơn cứu độ được trao ban xuống cho nhân loại, sự sống mới được trao ban xuống cho nhân loại. Nên chắc chắn một điều là vết thương đó sẽ mãi mãi theo Chúa Giêsu cho đến khi tất cả mọi sự được vào nước trời, tất cả mọi người được vào nước trời. Thì khi đó có lẽ vết thương của Chúa Giêsu ở cạnh sườn mới lành. Mà chúng ta biết là nguồn gốc về lễ thánh tâm cũng gắn liền với cái chuyện này, gắn liền với việc mà chúng ta đang nói về thánh tâm Chúa, tình yêu của Chúa, ơn cứu độ của Chúa trào tràn từ thánh tâm, từ trái tim của Ngài. Bởi vì có một nữ tu người Pháp là Maria Anna Kocher vào thế kỷ thứ 17, bà thấy thị kiến. Rất nhiều lần bà thấy thị kiến, Chúa cho bà được tựa đầu vào ngực và mặc khải cho bà những điều rất kỳ diệu về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Và Chúa cho bà biết là Chúa muốn nhân loại nhận biết tình yêu của Ngài qua trái tim, qua hình ảnh là thánh tâm, trái tim. Và điều này diễn tiếp rất nhiều lần qua các thị kiến kéo dài không phải là một, hai ngày đâu, mà kéo dài suốt 18 tháng. Cũng giống như chị Bernadette ở Đội Đức đã được Đức Mẹ hiện ra 18 lần. Thì đây cũng vậy, Chúa cho Thánh Maria Anna Kocher được thấy Chúa rất nhiều. Thì khoảng 7 tháng sau lần hiện ra đầu tiên ấy, thì Chúa yêu cầu được tôn kính Ngài qua hình tượng trái tim bằng thịt. Và Ngài hiện ra trong cái ánh hào quang và tình yêu. Chúa Giêsu yêu cầu là phải sùng kính, việc sùng kính này được nối tiếp bằng việc rước mình Thánh Chúa vào thứ sáu. Vào thứ sáu đây, đây là cái nguồn gốc về Thánh Tâm Chúa. Vào ngày 27 tháng 12 năm 1673 ấy, trong cái thị kiến đầu tiên, gọi là trong thị kiến, trong bốn đại thị kiến ấy, thì Chúa đã cho chị Thánh Thánh nữ Anna Kocher nghe như thế này: Thánh tâm ta bừng cháy vì tình yêu đối với nhân loại, và đặc biệt là đối với con, đến độ những ngọn lửa của lò lửa này không thể tự giữ lại trong chính nó được lửa. Trái tim của Chúa như là ngọn lửa bừng cháy, và ngọn lửa này không tự giữ mình được nữa, lan ra, muốn lan tỏa ra. Nên khi nhìn vào hình ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu thì bao giờ chúng ta cũng thấy có một trái tim, và trái tim đấy được bao phủ bằng ngọn lửa. Ngọn lửa đấy là ngọn lửa tình yêu, mà như Ngài nói là đến độ những ngọn lửa của lò lửa này không thể giữ lại trong chính nó được nữa. Vì thế nó phải được chảy rộng ra qua con, nó phải được mặc khải để làm phong phú nhân loại với những kho tàng cao quý mà ta sẽ tiết lộ cho con. Đấy. Khi mà trái tim của Chúa, tình yêu của Chúa trào tràn ra thì cũng đồng nghĩa với kho tàng ân sủng của Thiên Chúa được ban cho mọi người. Những kho tàng ấy sẽ chứa đựng những ân sủng mà chúng giúp con người đạt tới ơn cứu độ. Nên kho tàng này không phải tiền, không phải là quyền, không phải là xe, không phải là quần áo hay nhà cửa, nhưng mà kho tàng xuất phát từ trái tim Chúa có khả năng mang lại ơn cứu độ, giúp người ta được cứu độ. Những kho tàng ấy sẽ chứa đựng những ân sủng mà giúp cho con người đạt tới ơn cứu độ, cũng như kéo họ ra khỏi vực thẳm của sự dữ. Còn con, một vực thẳm của sự bất xứng và của những thiếu hiểu biết, nhưng ta đã chọn con để thi hành kế hoạch vĩ đại này. Chúa cũng nói chị Thánh nữ, Ngài không có xứng, Ngài không có xứng đáng, nhưng mà Chúa vẫn chọn. Tuy bất xứng, nhưng mà Ngài vẫn chọn Thánh nữ Anna Kocher này. Và rất nhiều lần Chúa buồn, bởi vì Chúa yêu người ta nhiều, Chúa thương người ta nhiều, trái tim bừng cháy như thế, nhưng mà nhân loại thì lại vô ơn bội nghĩa. Nên có một lần Chúa vừa chỉ vào Thánh Tâm, vừa yêu cầu Maria Anna Kocher vận động giáo hội mừng lễ Thánh Tâm. Và Ngài nói với Thánh Nữ thế này: Hãy nhìn vào Thánh Tâm ta. Thánh Tâm đã rất yêu thương nhân loại để biểu lộ cho nhân loại thấy tình yêu của ta. Nên chúng ta biết trái tim biểu tượng cho tình yêu. Nên Chúa mời gọi chúng ta nhìn vào trái tim Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta được
mời gọi chầu Thánh Thể và tất cả các nhà thờ trên toàn thế giới mời gọi chầu Thánh Thể để nhìn vào mình Thánh Chúa, nhìn vào tình yêu của Chúa, trái tim tượng cho tình thương của Chúa dành cho nhân loại. Và điều mà ta nhận được hầu hết chỉ là sự vô ơn thông qua những sự bất kính và những điều phạm thánh, thông qua những sự nguội lạnh và sự khinh mạt dễ dui mà con người bổ sung cho ta trong bí tích tình yêu này. Tuy nhiên, sự đau đớn nhất đối với ta lại chính là các linh hồn mà họ đã được thánh hiến cho ta nhưng đang chống lại ta. Thế những con người mà xem ra Chúa càng yêu mến thì lại càng chống lại Chúa khi mà người ta sống bất xứng. Vì thế, qua con, cha yêu cầu phải thiết lập một đại lễ kính thánh tâm rất thánh của ta vào ngày thứ sáu đầu tiên sau tuần bát nhật kính mình vào máu Thánh Chúa. Người ta nên rước lễ trong ngày đó và thực hiện cho ta một sự khôi phục danh dự bằng lời cầu xin ơn tha thứ cách long trọng để đền thay cho những điều sỉ nhục mà chúng được bổ sung thêm cho bí tích rất thánh trong thời gian tạm dừng ở trên bàn thờ. Nên ngày hôm nay chúng ta được mời gọi thứ sáu hôm nay đây chầu Thánh Thể để đền tạ trái tim Chúa. Đền tạ là gì? Tức là Chúa yêu con người ta nhưng mà nhận được thì là cái sự xúc phạm qua tội lỗi yếu đuối của chính mình hay của những người xung quanh. Thì khi ông bà anh chị em đi chầu Thánh Thể, chiêm ngắm Chúa Giêsu chầu Thánh Thể và dâng những tâm tình, những lòng yêu mến chúng ta lên với Chúa Giêsu Thánh Thể, đó là một cách đền tạ, tức là tình yêu của chúng con dành cho Chúa bù đắp lại những lỗi lầm mà bản thân chúng con hay là người thân chúng con hay những người xung quanh đã xúc phạm đến Chúa. Nên ngày hôm nay chúng ta gọi là chầu tạ, đền tạ trái tim của Chúa theo như lời mà Chúa mời gọi Thánh Alacốc ở đây. Và Ngài nói thêm là, Chúa hứa thêm là: ta hứa với con rằng thánh tâm ta sẽ chất đầy dòng thác tình yêu thần tính của nó trên bất cứ người nào thể hiện lòng tôn kính này đối với thánh tâm ta. Nên ai yêu mến thánh tâm Chúa Giêsu hay ai yêu mến tình thương của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa thì chẳng khác gì được Thiên Chúa, được Chúa Giêsu chất đầy tình yêu của Ngài trên người đó. Rất tuyệt vời. Cũng như trên tất cả những ai nỗ lực để giúp những người khác cũng làm điều đó. Tức là không chỉ những người yêu mến trái tim Chúa, thánh tâm Chúa mà làm cho người khác yêu mến thì người đó cũng được đầy tình yêu của Chúa bao bọc chở che. Và trong chúng cái lời tiền tụng, Chúa nói chúng ta cũng sẽ nghe: vì tình thương lạ lùng khi chịu treo trên thập giá, người đã tự hiến thân vì chúng con. Từ cạnh sườn bị đâm thủng, người đã để máu và nước chảy ra. Đấy, máu và nước chảy ra, như con nói lúc đầu, có thể là một cái rất là bình thường hay là vô tình của một người lính đâm vào cạnh sườn Chúa. Nhưng mà cái nhìn đức tin thì không phải như thế. Từ cạnh sườn bị đâm thủng, người đã để máu và nước chảy ra hầu khơi nguồn các bí tích của hội thánh. Nên máu và nước đó sẽ chảy, đã chảy, đang chảy và còn sẽ chảy. Chừng nào hội thánh còn bí tích, chừng nào người ta còn cần đến bí tích thì chừng đó trái tim của Chúa còn mở ra và cạnh sườn của Chúa còn mở ra, chưa đóng lại. Nhờ đó khi mọi người chúng con được lôi cuốn đến cùng trái tim rộng mở của đấng cứu thế thì luôn được vui mừng múc tận nguồn ơn cứu độ muôn đời. Nên chúng ta chạy đến với Chúa, chạy đến với thanh tâm Chúa là như chúng ta được chui vào trong trái tim mà trái tim đang mở ra của Chúa, một trái tim tràn đầy tình yêu, tràn đầy tình thương. Nên trong cuộc sống này có nhiều điều, nhiều cái vất vả, nhiều điều chúng ta cần phải lo lắng, nhiều điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Nhưng mà hạnh phúc của chúng ta đấy là người Công giáo. Chúng ta có một Thiên Chúa yêu thương chúng ta, một Thiên Chúa cứu độ chúng ta. Và nhất là tình thương của Thiên Chúa như một cái trái tim, ngọn lửa chỉ trực trào tràn vào đầy chúng ta mà thôi. Thì xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong ngày hôm nay cảm ngợm được tình thương của Thiên Chúa dành cho mình, trái tim của Chúa dành cho mình. Và nhất là khi chúng ta có những yếu đuối, những lỗi lầm, chúng ta chạy đến với trái tim của Chúa, tình yêu của Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm vui lòng Chúa và cái sự bội bạc của chúng ta sẽ được bù đắp. Và khi mà chúng ta đến với tình thương của Chúa thì một điều chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc. Và một điều chắc chắn nữa, Chúa cũng hứa với chị Thánh Alacốc, nếu ai yêu mến, ai mà tôn thờ thánh tâm Chúa một trong 12 điều ấy, thì chắc chắn tên người đó sẽ được ghi vào trong trái tim của Chúa. Tức là tên của những người đó sẽ được ghi vào trong trái tim của Chúa. Rất tuyệt vời.
Và trong chúng ta hay anh các những người yêu nhau hay có nói là tên của anh đã được ghi trong trái tim em, hay tên của em đã ghi trong trái tim anh. Một ngôn ngữ rất là tình yêu, trong sách OC cũng nói chuyện đấy. Có cái là trong tình, trong cái lời mà có thể thánh thiện thì chúng ta nghe nó hơi xa lạ, chứ thực ra là rất gần như thế. Khi mà yêu nhau, người ta muốn tên của người kia ghi vào trong trái tim của họ, mãi mãi mang trong trái tim của mình. Thì ai mà yêu mến Chúa, tên của người đó sẽ được ghi vào trong trái tim của Chúa. Tức là Chúa cứu mang người đó, như thể người đó là duy nhất, người tình duy nhất của Chúa. Thì Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, và cho chúng ta cảm nhận được tình thương của Ngài, và đền đáp lại những tình thương của Chúa. Thì chúng ta cố gắng sửa đổi cuộc sống mỗi ngày để đừng xúc phạm đến trái tim của Chúa. Amen.